Tin từ Tri thức trực tuyến và Vietnamnet, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định dừng truy nã bị can đối với Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Khỉ, sinh năm 1987. Đây được xem là bước tố tụng tiếp theo sau khi Tuấn Khỉ bị lực lượng công an tiêu diệt vào tối 13 tháng 2 và đã thực hiện xong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra căn cứ theo khoảng 2 điều 114, khoảng 3 điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự và căn cứ vào biên bản khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để đưa ra quyết định trên. Cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định dừng truy nã với Tuấn Khỉ theo quá trình tố tụng tiếp theo. Ảnh Internet. Trong khi đó, 12 đối tượng có liên quan đến chuỗi hành vi của Tuấn Khỉ đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm. Trước đó, chiều 29 tháng 1 mùng 5 Tết Canh Tý, Tuấn Khỉ cùng với em họ là Lê Quốc Minh 27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đi xe máy đến sới bạc ở phường Nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để chơi tài xỉu. Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Bị can này đã nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Tý và dọn cất chữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tý và dọn ra đầu thú. Khuya 13/2, công an xác định Tuấn Khỉ đang có mặt tại căn nhà hoang ở Củ Chi, nên vây ráp và nổ súng tiêu diệt khi nghi phạm này bắn trả. Liên quan đến số tiền 1 tỷ đồng cướp được, theo tin tức từ Tiền Phong, làm việc với cơ quan công an bị can Phạm Thanh Tâm, tức Tý và dòm khai đưa số tiền này cho vợ Tuấn Khỉ, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai này. Đối tượng Tý và dòm. Ảnh Internet. Cũng theo nguồn tin của báo này, qua trích xuất camera nhà một bị can tên em Sider, nhận thấy Tuấn Khỉ có ghé nhà người này và sau đó đi ra mang theo khẩu súng đến hiện trường và gây án. Kiểm tra nhà bị can này, phát hiện thêm 2 khẩu súng bên hồ nước. Công an cũng đang xác minh thêm thông tin người dân cung cấp là thấy các bị can cầm 2 cây súng K59 nữa nhưng chưa tìm ra. Let's look at. Oi.